bác bánh rất này. Đâu rồi ông chủ, đi đâu hết rồi? Tùng này hôm trước có báo giá rồi. Tổng quan cái video này là của quay của nhà bác này nhá. Bác này khá nhiều tùng hơn. Đấy. Xi tai chuột. Con xi này bao nhiêu đấy bác? Con xi này bao nhiêu? Giá 45 à? Xem cây 45. Đồng này nó như thế nào? Con này mà giá mình bê được thì mình bê rồi thì nó nặng, không cho đây được, chứ nó là cũng khá là độc đáo. Là độc đáo. Dòng si tai chuột. Si tai chuột. Rồi mình không thích cái đá với cái phần phần kia. Đấy là một sở thích của mỗi người, chứ cây này là một cây rất là độc đáo. Và tầm tiền báo giá là khá là hợp lý rồi. Theo đánh giá tôi vậy. Đấy, chỉ còn mỗi người một cái sở thích, cái cảm xúc riêng. Các bạn nhìn đấy, thân bề của nó mà đầy những cái hòn đá này thì cây này thì chắc là gầy ra họ nhốt hết, ra nhốt rụt. Đấy, tai chuột nó cũng rụt này. Này Quách Tĩnh không thấy lên nhỉ? Quách Tĩnh hôm vừa rồi mấy cây đẹp. Như này. Rất già. Dâng cái này cho thấp xuống, dâng cái này lên. Rất là đẹp. Như cái bàn tay này. Bác nhìn này. Không gian cái thùng xe nó chật, các bác xem sơ bộ thế thôi nhé. Được sự thiện chí thì cứ alo. Đấy, mẫu đơn bãi cướp bãi như trái núi tiếp. Hai chú thủy đây. Bên này cái đi chơi thì quay nhiều lần rồi. Bác sơ bộ các bác biết đấy, cái sung. Quên vừa nãy bảo cái này bao nhiêu nhỉ? Quên mất cái này á. Vâng. Lấy 32 triệu. 32 triệu. 32 triệu có thương lượng. Có thương lượng. Cây nào cũng có thương lượng hết. Đấy. Cứ thiện chí là ok thôi. Sùng. Nay từ nhà lên đây có gặp khó khăn gì không bác? Không ạ. Con này. À đây. Thế là yên tâm, chỉ có mỗi thành phố thôi nhỉ? Đấy, áo này đẹp. Cái tùng này bao nhiêu anh nhỉ? 15 triệu. Ôi, sơ bộ thế, ngoài cây linh sam này rất là đẹp.
Đấy. Tùng rất điệu đà. Tùng này. Vệ sinh xàm rất sạch sẽ. Vệ sinh xàm. Đã. Đây sạch sẽ này bao nhiêu nhỉ? Trước không biết hỏi chưa? 15 triệu. 15 triệu vệ sinh xàm. Đấy, rất bay, rất bay, rất sạch. Là sạch sẽ. Đây, làm móng là 8 triệu một cây đây. Trước báo thế nhưng lần này không biết thế nào, nhưng mà chắc quanh quanh tầm đấy thôi. Quay gì lọt vào mắt nữa không để quay tiếp. Biết hết cả đầu mà không biết. Tí nữa ra chi tiết cây của vời cái vời. Vời có một cái cây tán tầng phá. Trồng lên cái chậu xi măng nó rất là khủng khiếp này, thì nó nặng nề thôi chứ cho vào cái chậu mỏng thì chắc nó cũng nhẹ nhàng thôi. Bệ dữ liệu bệ này thì là sau làm tốt, đều trải tứ diện rồi, có điều là nó chưa được chỉnh sửa một tí thôi. Dữ liệu này là chỉnh sửa là tốt, là có dữ liệu là làm để đẹp được cây các bác. Mấy chục anh mời? Mấy chục? Hôm rồi có ông nào vào chơi không? Hôm rồi có ông nào vào chơi không? Mấy ông gọi điện. Có ông nào ông bảo là nhà ông gần đấy không vào ông chơi? Chả biết. Đấy, con này thì mấy chục đây? Con này 18 triệu. 18 triệu, đấy, nhẹ đấy. Cảm ơn anh nhiệt đấy. Hôm nay mới lấy hôm qua. Nay chở có mỗi cây. Ờ, xong sẵn để xe, sẵn thế này đi. Ừ, đúng rồi. Mưa chả muốn đi mà. Bởi vì xong rồi nhớ chả quá thì sẵn thế này là bay đi. Ừ, cứ ra đi cho nó vui. Đấy. Con này là không phải con tán tăng nào cũng được. Con đúng rồi. Vừa mà được thế này nó gọn gàng chứ. Cái khẩu độ gần tay, đòn tay là nó thấp. Rồi 2 năm nữa. Đẹp. Nhân đinh vời. Đấy, khu vực chợ nếu các bác nào chưa biết là nó ở chỗ vậy, cạnh cái tòa nhà Vietcombank này này, đầu Tố Hữu Vạn Phúc ấy. Tố Hữu ấy. Cạnh ngã tư Tố Hữu Vạn Phúc chắc khoảng mấy trăm mét. Ngược về phía trung tâm Hà Nội. Bên kia là khách sạn Winham. Winham Garden đấy. Nhiều ông cũng không biết đâu. Vừa nãy làm việc xong cây kia sao mà kinh ấy. Vừa nãy lại nổ quả to thế. Kia à? Vừa nãy bán cây kia à? Đâu, quả thằng em nổ lấy rồi đấy. Vừa nãy mấy chục triệu đây.
mấy chục? 3,5 triệu. À 3,5 triệu. Lộc lá này. Đẹp chứ? Quá đẹp. Kiếm đâu ra rồi? Chỗ vẹn mấy chục năm rồi được cái này. Đấy. Đâu đơn giản. Cắt cái cành là bao giờ? Đấy. Cây của Hà Gia Kính. Đấy, quay trở lại cây này đáng nuôi, đáng sưu tầm này. Con này treo về nằm lại đụng lại. Đúng rồi. Chưa được về. Dữ liệu cây này là đẹp, tốt, làm chắc chắn sẽ đẹp. Này ngoài cái tay, cái phần tay này nó hơi ấy, nuôi thêm được một đỏ nữa là nó nói là khẩu độ nó được. Đấy, tán tầng của đội bây giờ nó phá tan hoang. Đây là vẫn lành lặn, vẫn con này là lành lắm, con này là lành. Khá. Cái đội phá tan hoang thì mình sợ. Con này là con khá sạch. Khá là sạch. Đấy. Ok mẹ, đấy, cây đẹp đấy. Cái nuôi mẹ nó cứ này cái mập này nó nuôi ra nó như cái hạt nạc như là cái ông nào mẹ một cốp ấy thế kia, chậu đôn thế kia, chơi thế nhỉ. Đấy, cây đẹp đấy, đáng sở hữu. 2 năm nữa. Đấy, rồi. Đấy, bây giờ mà muốn về nuôi thì nuôi tốt quá. Đấy, một cốp đôn chậu. Rồi, cảm ơn các bác đi kiếm chỗ ngồi. Mệt quá. Hẹn gặp lại các bác ở phiên chợ tiếp theo nhé. Ở video mới tiếp theo.